Quy xin chào các bạn. Như bạn thấy mấy anh em Quy chuẩn bị đi tối nay câu đêm ở đây. Ở đây hơi ồn nha các bạn. Một bên phải lo phường, bên trái thì bà con mình hát karaoke kéo kéo. Rất là ồn. Cúc dính con đầu tiên. Bỏ miếng nước đi Phúc. Mình dính con rồi. Mày hả bởi với bạn nhịp nhẹ cái phao gần nè. Anh nghe chiếc vi lên em nói nữa không? Trời đất, hút dính con đã hết cái cỡ này chứ. Mới kéo luôn. Sấy hả? Phúc làm con nữa. Hết nhạc hay cá ăn? Tắt nhạc đi, nãy giờ làm hai cục rồi. Nhức cái đầu. Làm kiến ngon hơn. Có cái sư phụ con cũng ngồi ở nhà. Hai ngày hôm nay hẻo rồi. Khùng quá. Tắt nhạc đi hát, đừng hát nữa, cá nó không ăn. Lấy cho chú con cái nữa đây Phúc, gắn cho sáng sáng. Giờ này nó chịu ăn rồi. Trời.
qua đây nè, hãy ngang. Đừng hát nữa, quýnh lộn đi. Đừng quýnh nhạc nữa, quýnh lộn đi. Trời ơi, xảy ra. Có cá rồi. Lên anh ngày lên câu đầu tiên. Mừng quá chị mừng. Tối mấy bạn cũng không, khó thấy mấy bạn thông cảm nha. Nghe hồng răng nghe là thấy hết. Nghe hồng răng thấy hết răng hai ngày chán bách nha. Cái gì cũng đen hết á, có chỗ đó trắng nè. Có không? Đuôi luôn. Không thấy đường. Đó cô ơi. Đứng đâu mà hay chửi thời lắm nghe. Tại nói là làm lại ấy, sợ. Trời ơi, con cái nói là phải làm liền. Để rỉa hoài, nãy giờ mất mấy ly cà phê. Đi bắt nhái nó kêu quá chừng 1 phút. Đó. Giật cá phát răng cái phao. Răng cái phao mà nó còn cái cục kẽm. Đức Phúc giờ thành Đức Phao. Hai con luôn nè. Lũng là hai con nè. Con nó đây. Mới. Chưa. Dung dung nha. Còn cuối cùng đi về. Chú thắng rồi nha. Nha Phúc. Chú mấy con mà chú thắng. Thì gì là thắng rồi, nãy 3 hoặc 4 con vậy, giờ con nữa là hơn rồi. Cho là chú thắng đi. Ừ, vậy đi. Cho bạn coi cá này mấy anh em về. Thả ha. Thả ha. Còn sống không? Đã nói chưa? Trời ơi, nó sống. Sống hay đạp chết. Còn những con bự nhất á. Hai con bự của con. Dạ, ta cũng dính con bự không nhớ là. Cũng nhỏ luôn. Có 2 phút. Nay cũng không được nhiều cá lớn mà. Nhưng câu cũng vui. Câu đêm mình cũng hấp dẫn cái củ sọc câu đêm. 1 con. 2 con. 3 con. 4 con. Đang trọng nè. 5 con. 6 con. 7 con. 8 con. 9 con. 10 con. Nãy 2.000 câu được mấy con? 2 con gì mà phải không? 2 con ha. 2 con thì
Phúc 3 con nữa là 5 con. Chú câu được 5 con thấy nói nè. Rồi nổ. Thôi vậy cho anh cho Phúc câu được 5 con luôn. Rồi. Cho lên cà phê sữa em ơi. Kìa nó xếp xuống. Để nó kêu nó xếp xuống bộ. Xếp không? Không rõ rồi. Nó nói sớm nữa. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chào bạn. 6:15 dậy. Đi câu chú giải trí thôi. Tiếp kia sao ta? Bỏ rồi. Tiếp đổi. Bỏ rồi. Để tiếp này nè, đổ luôn. Không. Không cho thanh đi. Đừng có vứt gì hết. Ở đây em đi ai? Cho sân sân. Ở đây em đi nè. Thôi đừng có sân hổ. Đừng này. Chút hàng ngàn lúng. Lặt. Đọt xuống dấu chân trâu là lặt sơ mi như đá banh. Không nên ra bước gì vậy không? Quên cái vụ đứa bé dán đầy cá dính dữ. Không vô chồng con với hai ngàn chồng chỗ âu mới ngon, chỗ đó mới có nhiều cá. Lưới về con cái mày dính con với anh hai ngàn dăng xong mò. Rồi chào bạn nha bạn, anh em mình đi về. Đợt sau mới đem đầy đủ luôn chú. Ừ. Đó,